Chương 1, câu chuyện bắt đầu, nghe chọn bộ tại mê audio com. Vào thế kịp có một vương quốc nắm trên một hòn đảo rộng lớn ở cao tít tận trên mây. Hòn đảo đó lơ lửng giữa không trung và vương quốc đó có tên là Đăng Thương Thiên. Vương quốc đó sử dụng một loại tinh thuật đã có từ xưa, mỗi người sử dụng một loại tinh thuật riêng của mình. Và đã từ lâu, có hai người hễ cứ gặp nhau là lại đối đấu đó là một chàng trai tên là nhạc hải phong là một mỹ nam có một không hai trong thế gian là người lạnh lùng và ít khi cười chàng sử dụng bốn loại thuật phục hồi thủy hỏa thạch những người khác chỉ có một đến hai thuật và một mỹ nhân tên dương lương liễu nàng sử dụng ba loại thuật độc vân cát lương liễu là một cô nàng mạch mẽ và rất dễ tức giận khi hai người gặp nhau người khiêu chiến luôn là lương liễu một buổi sáng ánh nắng nhẹ chiếu xuống hòn đảo hai người hải phong và lương liễu gặp nhau khi đi trên đường oa chàng trai ấy cun quá không cô nàng kia đẹp hơn trời lại sắp sửa có một cuộc chiến rồi đây lương liễu chặn đường hải phong ngươi có dám đấu với ta không tôi không có rảnh như cô đồ thỏ đế hòa tiễn hải phong vừa dứt lời lập tức hàng vạn mũi tên lửa bay thẳng về phía lương liễu bão cắt cơn bão cắt cua lương liễu đã dập tắt những mũi tên lửa của hải phong tạm biệt ê tên kia lương liễu ta còn chưa đánh đã mà hải phong quay đi và không thèm để ý đến lương liễu lương liễu cũng chán nản quay đi không một chút do dự nhưng khi cô vừa quay lại cây đao bằng đá của hải phong đã kề sát trên cổ cô khí độc lập tức độc tỏa hết vào người hải phong bong bóng nước, một bong bóng được tạo ra để bảo vệ Hải Phong khỏi khí độc. Từ trước tới nay, ta chưa bao giờ thua ngươi. Vậy mà hôm nay ngươi lại lừa ta để được thắng, tên bỉ ổi. Cô thua thì phải chịu thôi. Hải Phong đánh ngất lương liễu và bế cô đi. Khi lương liễu tỉnh dậy, cô đã bị khóa xích ở chân tay. Loại khóa này là khóa chống thuật. Cô đã bị xích đứng chương 2, nghe chọn bộ tại mê truyện audio com cô tỉnh dậy rồi sao ngươi sao ngươi dám giam giữ ta ở đây đây là đâu lương liễu nhìn quanh đây là một nơi sáng tối không rõ ràng và đây là một căn phòng được bao bọc bởi bong bóng do hải phong tạo ra nhưng đặc biệt hơn ở đây chỉ có duy nhất hai người đây là nơi bí mật của ta là nơi ta ưa thích nhất ta gọi nó là phòng giam vật cưng của ta, sao ngươi lại giam ta ở đây, ta đâu phải vật cưng của ngươi. Tên bỉ ổi, vô sỉ mau thả ta ra. Mặc dù cô không phải vật cưng của ta nhưng cô sẽ trở thành thứ mà ta thích nhất, mau thả ta ra, ta sẽ không thành cái thứ mà ngươi nói đâu. Đồ cẩu nhạc hải phong ngươi có nghe ta nói không, tên lãng tai lương liễu vừa dứt lời thì hải phong tiến sát lại gần cô vật cưng cô nhiều lời quá rồi đó để ta khóa miệng cô lại nhé vừa dứt lời hải phong nâng cầm cô lên môi chàng sát lại vào môi nàng hai đôi môi đan xen nhau môi chàng nhẹ nhàng dịu dàng nhưng có sự cưỡng ép khi hai đôi môi gặp nhau lương liễu sững người như bị đông đá một vài giây sau đó nàng mới tự chủ được và ra sức chống cự ư, ưm, nhưng không thể nào thoát ra được. Tại sao? Tại sao hắn lại mạnh như vậy? Mọi khi đánh nhau chúng ta đều hòa mà. Tại sao chứ? Không lẽ, mọi khi hắn đánh chỉ là đang chơi đùa với mình? Hắn, thật tồi tệ, sao suy nghĩ trong tâm trí của Lương Liễu? Đột nhiên, nước mắt của Lương Liễu tuôn rơi như mưa, chảy xuống cả mặt hải phong. Hải Phong chợt mở mắt và nhìn thấy những giọt lệ tuôn rơi từ trong đôi mắt không hồn của Lương Liễu, chàng liền dừng lại ngay lập tức. Đừng khóc nữa, ta sẽ thấy đau khi vật cưng của ta khóc như vậy đấy. Nước mắt vẫn tuôn rơi, Lương Liễu nói, người đã luôn lừa ta, chuyện gì? Người rất mạnh, người mạnh hơn ta rất nhiều vậy tại sao từ trước tới nay ngươi chưa bao giờ đấu thật sự với ta, nếu đấu thật sự ta sẽ làm vật cưng của ta bị thương mất vậy ngươi đã muốn bắt ta từ lâu, đúng vậy, thế vì lý do gì mà ngươi lại cướp đi nụ hôn đầu tiên của ta chứ? Hải Phong ngạc nhiên, đó là nụ hôn đầu của cô. Đối với ngươi có thể nó không là gì, nhưng đối với ta đó là một sự tra tấn, thật không ngờ một mỹ nhân như cô lại chưa có đối tượng để thích chương 3, nghe chọn bộ tại mê audio com hải phong không nói gì và uống hết ly nước ngay trước mắt lương liễu nè ngươi không nghe ta nói khác sao hỏi người khác xong thì uống luôn không thấy bất lịch sự hả ly này dành cho ta ta có nói là không cho cô uống sao hứ hải phong lại rót một ly nước khác ngẩng mặt lên cô đang bị xích không thể cầm ly được ta sẽ giúp cô vậy hãy mau thả ta ra đi mà đừng nói cái từ xích nghe như thể ta là chó không bằng cô đang là vật cưng của ta, làm sao ta có thể thả cô ra được? Lương liễu phồng mồm, với vẻ mặt đang giận mà đáng yêu khiến Hải Phong tròn mắt. Nhưng nàng vẫn làm theo lời Hải Phong nói. Thể hiện cái vẻ mặt đáng yêu đó có lẽ cô muốn tôi trừng phạt cô, ngươi, định làm gì? Hải Phong uống hết ly nước và lao đến hôn lương liễu. Nước truyền từ miệng Hải Phong đến miệng lương liễu khiến nàng bất ngờ mà nuốt hết ngụm nước đó khi lương liễu đã nuốt hết nước hải phong đưa tay lên lau miệng ha 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 chỉ là hôn thôi sao phải thở dốc vậy ngươi lại hôn ta một lần nữa nếu nếu ta thoát ra được ta sẽ giết ngươi a à, a à, ha 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 vẻ mặt đó ta thích vẻ mặt đó Hải Phong tiến sát mặt lai gần lương liễu, nhưng phải để xem cô có thoát được khỏi ta không, ngươi, thôi, tạm biệt, ta đi đây, ngươi định bỏ ta ở lại đây một mình, sao, cô sợ ư, không? Không, không bao giờ có chuyện đó, ồ, vậy tạm biệt, a à này sao ngươi có thể để một cô gái ở đây một mình được chứ? Hải Phong thực ra là một dân chơi, chàng đến một nơi có rất nhiều mỹ nữ xinh đẹp. Khách đến đây sẽ được chăm sóc rất tận tình bằng cơ thể của những cô gái. Nơi đây được gọi là Lầu Thiên Nữ, A à, Hải Phong công tử rất vui vì ngài đến. Mời ngài vào. Hải Phong ca, sao giờ mới đến vậy, chúng em đợi ngài lâu lắm rồi đó. Bà chủ, cho 10 người đẹp nhất ở đây lên phòng ta. Vâng, có ngay, có ngay hải phong âu yếm từng cô một nhưng chỉ mới tới người thứ hai thì chàng đã thấy chán không thích thú như mọi khi và chàng cảm thấy muốn đến một nơi khác chứ không phải nơi này hải phong sao ngài đã mặc y phục vào rồi còn chưa tới chúng em mà hôm nay ta không có tâm trạng hải phong trả lời một cách lạnh lùng và đi ra khỏi lầu thiên nữ chuyện gì lại có thể khiến ngài ấy như thế chứ thật tức quá mà hừ chương 4, nghe chọn bộ tại mê audio com Hải Phong đi trên đường, rất nhiều cô gái súm lại vây quanh chàng, Hải Phong đại nhân, trông ngài ngầu quá em yêu ngài. Không em yêu ngài nhiều hơn cô ta, cả chúng em nữa, Phong đại nhân mau nhìn sang bên này đi, bên này cơ, chúng em ở bên này. Các cô gái xô đẩy nhau để được nhìn thấy Hải Phong rõ hơn, được đứng gần chàng hơn. Hải Phong tiến lại gần cô gái xinh nhất ở đó và thì thầm vào tai nàng, "Nàng có muốn đi cùng ta không?" Những cô gái xung quanh tức đến nỗi xì khói đầu. Cô gái được Hải Phong mời vui sướng đỏ mặt gật đầu lia lịa, "Dạ có có chứ ạ." À? Trong lúc đó, Lương Liễu ở trong căn phòng bong bóng đang cố thoát ra. Tên chết tiệt Hải Phong hãy cứ đi lâu vào, để bổn cô nương còn có nhiều thời gian tìm cách thoát. Ta mà thoát ra được thì ngươi chết là cái chắc vì không thể sử dụng tinh thuật nên lương liễu đã cố rút tay ra khỏi xích khiến cho tay nàng có những vết đỏ và nàng cảm thấy rất đau ở chỗ hải phong hải phong đưa cô gái đến phòng của một quán trọ vừa vuốt mái tóc dài và mượt của cô vừa hỏi nàng tên gì em em là khương mãn nhi nàng đừng sợ ta sẽ không hại nàng đâu dạ vâng vậy giờ nàng có muốn vui vẻ với ta không Mãn Nhi tròn mắt nhưng khi nhìn vào ánh mắt lạnh lùng mà dịu dàng của Hải Phong nàng liền đồng ý ngay lập tức vâng. Hải Phong liền ôm lấy Mãn Nhi và hai người cùng làm chuyện ấy. Nhưng chỉ 15 phút sau, chàng lại cảm thấy bồn chồn và khó chịu. Chàng muốn ngay lập tức trở về căn phòng bong bóng. Thật là cô đã làm ta muốn được ở bên cạnh cô rồi, ngài đang nói gì vậy, rất xin lỗi Mãn Nhi, nhưng ta cần phải trở về với vật cưng của ta. Không được, ngài đã làm chuyện ấy với tôi rồi, ngài phải chịu trách nhiệm. Hải Phong đang bước ra khỏi phòng, nghe thấy vậy chàng liền quay lại và vừa nháy mắt, vừa mỉm cười với Mãn Nhi. Ta có thể không chịu trách nhiệm được không? Khuôn mặt đó của Hải Phong đã làm cho độ vui sướng của Mãn Nhi lên đến cực điểm, dạ được. Khi Hải Phong vừa đi khỏi, Ôi khuôn mặt đó khiến mình rất vui nhưng cũng khiến con tim mình tan nát vì có thể ngài ấy cũng sẽ làm vậy với những cô gái khác. Thật đau lòng quá đi. chương 5, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Sau khi rời quán trọ, Hải Phong lập tức quay về căn phòng bong bóng. Lúc này Lương Liễu vẫn đang cố sức gỡ bỏ còng tay và nàng đã kiệt sức, động tác trở nên rất chậm, sắc mặt trắng bạch. Thấy vậy, Hải Phong chạy ngay đến bên cạnh nàng. Thu thuật lập tức xích được mở ra, hai đôi chân không còn sức của lương liễu quỵ xuống. Hải phong đã kịp đỡ và bế nàng về nhà của mình. Chị liệu thuật những vết thương của lương liễu dần lành hẳn. Khi lương liễu tỉnh dậy, đập vào mắt nàng là một căn phòng hoàn toàn khác lạ so với trước. Ô ý mẹ ơi, đây là cái nơi quỷ quái nào vậy? Mừng cô tỉnh dậy, ơ, ờ, mình không còn bị xích nữa. Tạm thời ta sẽ giam lỏng cô. Hi tên bỉ ổi nhạc hải phong tiếp chiêu đê hừm cô là người đầu tiên và là người duy nhất thất lễ với ta đó vân cát xong công a à, lương liễu không thể dùng tay vì nó vẫn còn đau cô không thể tấn công ta được đâu hãy tự lo cho mình trước đi cứ đợi đấy lần này ta tha cho ngươi sẽ không có lần sau đâu cô thật bướng bỉnh ý gì đây Ta đã phải hy sinh một cái nháy mắt để có thể về cứu cô kịp thời vậy mà một tiếng cảm ơn cũng không có, ta sẽ không cảm ơn ngươi đâu, đừng nằm mơ giữa ban ngày nhé đồ ngốc. Hải Phong cười gian xảo, cô mới là kẻ ngốc đó, mau nhìn ra ngoài đi, giờ là ban đêm, há? Đã là đêm rồi sao? A à, ha 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 ha. Hãy xem lại cô đi, cứ như là con nai và ngơ ngác vậy. Gì chứ, đó là tại ngươi không cho ta ra ngoài trời chứ bộ. Hải Phong đứng phát dậy, chống tay xuống bàn, vươn người về phía lương liễu. Lúc này, hai khuôn mặt đang sát nhau tới nỗi mũi chạm mũi. Giờ là gì đây? Cô, đang trách ta sao? Cô thật đúng là kẻ ngốc nên mới nói vậy để ta có thể phạt cô, sao? Sao chứ? Ngươi, đang nói gì vậy? Nè, tiểu bảo bối ngốc, có lẽ nào cô cố tình như vậy để được ta trừng phạt? Nói đi, cô muốn ta phạt cô như thế nào, sao cơ? Ngươi bị khùng hả, ta không phải tiểu bảo bối của ngươi, ta không phải là gì của ngươi hết. Tránh xa ta ra, Lương Liễu tức giận, lùi ra xa Hải Phong. Trên mặt Hải Phong lúc này là nụ cười gian xảo, chàng tiến đến gần Lương Liễu. Hãy cùng mình theo dõi diễn biến của câu chuyện ở chương tiếp theo nhé.